Tiếp theo sẽ là một câu hỏi đến từ khán giả có tên tài khoản là Bằng Dương đã gửi tới chương trình một câu hỏi với nội dung như sau. Xin được hỏi các chuyên gia là quy trình khử trùng chuồng nuôi trước khi nhập vật nuôi như thế nào? Tôi chuẩn bị bắt 300 đôi chim bồ câu Pháp giống 2 tháng tuổi. Do môi trường, thức ăn, nước uống thay đổi, làm thế nào để tăng đề kháng cho chim giống sau khi nhập về nuôi? Vâng, thưa khán giả, câu hỏi của khán giả đã được tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương tư vấn như sau. Vâng, kính thưa khán giả, kính thưa bà con. Thì để khử trùng chuồng nuôi thì nói chung, đấy, còn chuồng bồ câu nói riêng thì chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái nguyên tắc. Thứ nhất là chúng ta phải vệ sinh. Đấy, tức là ở đây chúng ta vệ sinh thì nó có vệ đầu tiên là chúng ta phải quét dọn sạch bụi, sau đó thì phải rửa. Đấy, cần thiết là chúng ta phải dùng những cái máy bơm cao áp, chúng ta xịt cho sạch hết những cái chất hữu cơ còn bám ở các cái chuồng. Đấy, từ khe kẽ mái tất cả chúng ta phải xịt thật sạch. Sau khi xịt sạch để khô thì chúng ta phun khử trùng. Đấy, ví dụ những cái chuồng trại mà làm bằng tôn, bằng sắt, bằng gỗ thì chúng ta phải phun khử trùng. Thế còn nếu mà những cái chuồng mà bằng xi măng thì chúng ta còn quét vôi. Đấy, thì chúng ta khử trùng xong để khô ít nhất một ngày sau thì chúng ta dùng vôi. Tốt nhất là dùng cái vôi cũ. Đấy, thì cái vôi còn mới thì tác dụng sát trùng cao. Nếu chúng ta dùng cái vôi cũ chúng ta hòa với nước. Đấy, thì hòa với nước và chúng thường là tầm 10%. Đấy, thì chúng ta 10 đến 20% cái dung dịch đó thì chúng ta phun quét lên tường. Sau đó từ tường chúng ta quét xuống nền và chúng ta đẩy quét dần ra những cái rãnh thoát nước. Đấy là cái phương pháp vệ sinh và khử trùng. Đấy, và thời gian chống chuồng đối với nuôi thương phẩm thì chúng ta chống chuồng ít nhất 2 tuần trước khi nuôi. Còn nuôi sinh sản, ở đây nếu mà bồ câu mà chúng ta nuôi sinh sản chúng ta phải chống chuồng 1 tháng. Tức là 30 ngày chúng ta chống chuồng, nhưng trong thời gian chống chuồng thì mỗi tuần chúng ta phải phun khử trùng ít nhất 1 lần. Đấy. Còn nếu mà có điều kiện chúng ta phun khử trùng 2 lần. Và chú ý rằng phun khử trùng ở đây không phải chúng ta cứ phun ào ào đi hoặc là phun quá đậm. Đấy, quá đậm thì tốt nhưng mà cũng lại không cần thiết. Mà chúng ta thông thường chúng ta phun với nồng độ hóa chất sát trùng theo đúng quy định của nhà sản xuất. Và mật độ phun thường là 200ml trên 1m2. Đấy, thì chúng ta phải hình dung ra như vậy. Tức là nó phải ướt đều cái bề mặt chúng ta định phun. Hình dung ra 200ml nước trên 1m2 diện tích. Đấy, cho nên là chúng ta phải biết cái nồng độ như thế thì nó mới đảm bảo. Thế và trong cái thời gian chống chuồng thì chúng ta lại không được đi lại hoặc là cho vật nuôi khác vào cái chuồng chúng ta đang chống. Tức là phải cách ly triệt để. Chuồng chống là chúng ta phải gần như là đóng kín cửa và chúng ta không cho bất cứ một con vật nào vào, mà người không cần thiết cũng không nên vào. Không để các dụng cụ hay là các cái đồ dùng gì khác trong cái khu chuồng chống. Đấy, đấy là về chống chuồng và vệ sinh chuẩn bị chuồng nuôi. Thế còn nói rằng là nuôi bồ câu mà 2 tháng. Đấy, thì tất nhiên là khi chúng ta nhập một đàn vật nuôi mới về, nó đều có cái thay đổi về cái điều kiện sống cũng như thay đổi về thức ăn, nước uống như khán giả hỏi. Mà cái khán giả nhớ rằng là cái thay đổi đến một phần nữa là do cái quá trình vận chuyển. Nó cũng ảnh hưởng, nhất là bồ câu nó hay hoảng sợ. Thế khi vận chuyển nó có thể nó bay, nó sợ, nó hoảng loạn. Đấy là cái tác động cũng làm giảm sức đề kháng. Và chính vì thế cho nên các vật nuôi mới về là thường nó hay phát bệnh. Bởi vì nó giảm sức đề kháng do những cái tác động bên ngoài. Đồng thời là thay đổi điều kiện sống, thay đổi thức ăn, nước uống. Để hạn chế cái việc ảnh hưởng này thì khán giả nên chú ý trước khi nhận bồ câu về thì chúng ta phải chuẩn bị chuồng nuôi chu đáo. Đấy, vệ sinh khử trùng theo đúng như tôi vừa hướng dẫn. Cái thứ hai, khi nhập về chuồng nuôi thì chúng ta cho bồ câu uống vitamin và men tiêu hóa. Đấy, để nâng sức đề kháng của bồ câu lên. Bao giờ cũng vitamin và men tiêu hóa. Đấy, còn tốt nhất là nên xem là ví dụ như ở
cơ sở cũ họ cho bồ câu ăn thức ăn gì, chúng ta có thể thì chúng ta mua của họ một chút thức ăn đó. Đấy, mua ăn độ trong 5-7 ngày, về chúng ta cho nó ăn nguyên thức ăn cũ như ở nhà người ta. Đấy, hạn chế cái việc thay đổi đi là tốt nhất. Sau đó chúng ta mới bắt đầu huấn luyện nó dần dần thay đổi bằng cái thức ăn của gia đình mình định cho ăn. Ví dụ thức ăn ngô thóc rồi đậu xanh chẳng hạn, hoặc là cám hỗn hợp dạng viên. Đấy thì tùy theo cái điều kiện thì chúng ta cho ăn, nhưng bao giờ cũng phải thay đổi thức ăn từ từ. Tức là ngày đầu tiên chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta phải cho 3/4 là thức ăn cũ, chỉ 1/4 là thức ăn mới. Ăn 1-2 hôm cho nó quen, sau đó ta lại tăng dần lên, cho một nửa thức ăn cũ và một nửa thức ăn mới trộn đều vào. Đấy, thì khi nó quen dần thì ta mới lại tăng nữa lên, 3/4 là thức ăn mới và 1/4 thức ăn cũ. Đấy, thì như thế thì con chim bồ câu nó không bị thay đổi đột ngột thức ăn, nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Đấy, thì đấy là những cái biện pháp hỗ trợ cho đàn vật nuôi. Ở đây nói bồ câu nói riêng chứ còn các vật nuôi khác chúng ta làm được như vậy thì nó cũng sẽ tốt hơn. Và chúc khán giả chăn nuôi thành công.